bây giờ hiện đại quá trời luôn, chỉ cần ở nhà là quẹt tới quẹt luôn không. Ok, vô. Quá đã luôn. Đập cái hộp ra cái coi. Trời đất ơi là trời. Shop ơi là shop. Thiệt tình. Ông làm gì cái mặt ông y như mất sổ gạo vậy ông? Thì anh có gì đâu. Chào cô Tám. Dạ dạ. Mời cô ngồi. Dạ em qua để em phụ với chị Năm kết cái quỹ tương trợ xây dòng của mấy chị em trong hội phụ nữ á. À rồi thôi, hai bà ngồi để bàn gì bàn, để dạ. Tôi vô tôi nấu ấm nước uống ha. Dạ. Em mà thôi, trời này nắng quá thôi, không mấy uống nước mát đi ha. Rồi, ngồi đây đi, chờ tôi. Chị coi nè. Tôi giấu mà sao tôi đâu có cho bà biết, làm sao bà biết à. Sao tôi á, tôi ở với ông bao nhiêu năm nay rồi sao tôi không biết? Mà bây giờ ông nói cho tôi nghe coi. Hết nhiều chỉ có 250k hả? Shop receipt á. Sao 250k là sao? 250k là 250.000 á bà ơi. Rồi shop receipt là sao? Là người ta giao hàng miễn phí. Trời ơi, tôi tức dữ lắm chị Tám. Dạ. Để tôi kể cho chị nghe. Dạ, sao chị? Thôi bà, từ từ. Ông để cho tôi nói. Từ từ vậy nè. Chị biết sao không? Dạ. Cái ấm siêu tóc nhà tôi á, mấy bữa nay nó hư. Dạ. Rồi tôi nói hồi để tôi đi mua. Ông đâu có chịu. Ông nói, thôi, ông nói vậy nè. Ông nói, cuộc sống hôm nay, thế giới trong tầm tay, lên mạng online, thứ gì cũng có. Dạ. Đó, có cục tức nè, 250k chứ ít gì. Tôi nói chị Tám đừng có cười tôi. Thì tôi lên mạng là tôi thấy nó để đồ rẻ mà tốt. Trong nhà cái ấm hư rồi tôi mua thôi. Thì ra là vậy. Nhưng mà đây nè, để tôi nói cho anh chị nghe. Dạ. Yeah. Thật ra thì mình mua hàng ở trên mạng hay là bất cứ đâu cũng vậy á. Miễn mà hễ mà mình có cái hóa đơn chứng từ hoặc là còn cái thời hạn đổi trả thì được hết trơn à. Thứ hai nữa là nếu như mà mình mua cái sản phẩm mà nó bị hư hỏng hoặc là nó kém chất lượng không đúng như là cái lời quảng cáo giới thiệu á thì dạ. Mình cũng có thể là mình khiếu nại hoặc là mình khởi kiện theo quy định của pháp luật đó anh chị. Ủa chị Tám, bộ phải có hóa đơn chứng từ nữa hả chị? Dạ có chứ mà, chị. Mà tôi thấy cái ấm nước có hơn 250.000 à. Rồi mình vậy thì thấy nó kỳ kỳ sao không chị? Không có kỳ đâu chị. Hóa đơn là cơ sở để chứng minh cho cái sự giao dịch mua bán giữa hai bên. Nó còn là một trong những cái chứng cứ để mà mình cung cấp cho cơ quan tổ chức khi mà mình có cái yêu cầu để mà họ hỗ trợ giải quyết bồi thường thiệt hại cho người tiêu dùng mình á. Cái này là có quy định trong pháp luật đàng hoàng á chị. Trời đất ơi, nào giờ mua đồ mua chứ tôi đâu có để ý mấy cái vụ này đâu. Dạ. Chị Tám. Dạ, để em nói cho anh chị nghe nha. Nghị định số 98 ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, mua bán hàng cấm, hàng giả và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Trong đó quy định là phạt tiền từ 40 triệu đến 50 triệu đồng đối với cái hành vi là lừa đảo khách hàng trên website thương mại điện tử hoặc là trên ứng dụng di động. Chà, vậy đó. Chị Tám cũng rành dữ hen. Dạ, thì nói chung là tại vì hồi đầu năm em cũng có đi dự cái tập huấn về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mình tổ chức á, cho nên em biết. Thật ra thì bây giờ bà con mình mua hàng trên mạng cũng nhiều lắm anh chị. Bởi vì ở trên đó thì cung cấp cho mình nhiều cái thông tin là nhanh chóng, dễ dàng, rồi đa dạng về sản phẩm, về giá cả, rồi về người bán nữa. Nhiều khi mình mua được những cái sản phẩm mà với cái giá là rẻ nhất luôn á. Như anh thấy không, cái trong thời gian mà giãn cách vừa rồi đó, chỉ cần mình ở nhà hả, mình quẹt điện thoại như anh Năm vậy nè, là hả TikTok sao là có hàng giao tới tận nhà.
rất là tiện lợi. Rồi mình còn tránh được cái tình trạng là phải tiếp xúc đông người nè, tránh được cái nguy cơ lây lan dịch Covid-19 nữa. À, hôm đó tôi còn nghe mấy cô ở trong cái lớp tập huấn phổ biến là người tiêu dùng mình còn có 8 quyền và 2 nghĩa vụ. Nhưng mà tôi có lưu lại nè chứ tôi nhớ không hết. Để tôi lấy cho anh chị coi nha. Trời, công nhận chị Tám nhạy bén quá ha. Giỏi giỏi bà. Để tôi đọc cho anh chị nghe nha. Rồi, chị đọc rồi. Thứ nhất á là người tiêu dùng có quyền được bảo đảm an toàn. Ha. Thứ hai á là được cung cấp thông tin. Thứ ba là được lựa chọn hàng hóa, dịch vụ tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ. Thứ tư là được góp ý kiến với tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ. Thứ năm á là được tham gia xây dựng và thực thi chính sách pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Đó. Thứ sáu á là được quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại. Thứ bảy á là được khiếu nại, tố cáo, khởi kiện. Và cuối cùng là được tư vấn hỗ trợ hướng dẫn kiến thức về tiêu dùng hàng hóa dịch vụ đó anh chị Năm. Trời ơi, vậy là quá tốt. Dạ. Trời ơi, công nhận mình có nhiều cái quyền dữ vậy hả chị? Dạ đúng rồi. Còn nữa nè, đây để tôi đọc tiếp nha. Phải kiểm tra hàng hóa trước khi nhận nha. Lựa chọn tiêu dùng hàng hóa dịch vụ có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Đó. Phải thông tin cho cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan khi phát hiện hàng hóa dịch vụ lưu hành trên thị trường mà không đảm bảo an toàn. Đó. Trời ơi, nói vậy rồi coi như cái bình của ổng mua là xong rồi hả chị Tám? Theo tôi thấy là này chắc cũng hơi khó đổi á. Thôi bây giờ coi như cái đó là mình mua cái kinh nghiệm đi. Miễn lần sau mình quẹt là chắc mẻm rồi đúng không anh Năm? Đúng rồi. Bữa nay nhờ chị tư vấn là rõ ràng, tôi nghe tôi khoái rồi đó. Nhưng mà theo tôi thấy như vậy nè, tuy là cái chuyện này cái giá trị của nó thì nó cũng không có nhiều. Nhưng mà nó cũng thiệt hại đến cái quyền lợi của người tiêu dùng. Rồi tôi nghĩ là chắc cũng có nhiều người bị tình trạng giống anh chị đúng lắm. Rồi. Đúng rồi. Rồi còn ảnh hưởng đến những cái người mà người ta kinh doanh đàng hoàng nữa. Thì theo tôi á, anh chị nên có cái phản ánh đến cái ngành chức năng. Chẳng hạn như là Sở Công Thương á, vì họ quản lý nhà nước về cái thương mại điện tử nè. Rồi hoặc là mình làm đơn gửi đến các cái tổ chức xã hội mà tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng á. Để họ có những cái khuyến nghị, những cái cảnh báo rộng rãi cho nhiều người cùng biết để mà họ tránh bị cái trường hợp lừa đảo như vậy. Anh chị thấy sao? Tôi thấy chị Tám nói đúng quá nha. Chị nói đúng mà thôi vậy không, bây giờ mình đi liền đi bà. đi không? Mà khoan ha. Để bây giờ mình uống miếng nước cho nó mát đi rồi. Dạ, cảm ơn anh. Mời chị. Ông á nha, lần này nữa thôi nha,